Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 4, Ban chỉ đạo năm năm tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với tỉnh Sperrin về nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Sperrin, Dương quốc Campuchia. Tiếp đoàn có ngài Manvipon, tỉnh trưởng tỉnh Sperrin. Tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Hòa chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của chính quyền và nhân dân tỉnh Sveirien. Từ năm 2001 đến nay, đội K73 đã cất bốc được 1.931 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 mộ tập thể, khoảng 230 hài cốt trên địa bàn tỉnh Sveirien để tiếp tục đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phía tỉnh Sveirien tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đội K73, Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trở về nước. Ngài Manvipon, tỉnh trưởng tỉnh Sveirin cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực trong việc bảo vệ, dẫn đường, tuyên truyền, dẫn động người dân Campuchia hợp tác, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam. Nhân dịp Tết John Nam Thơ mây ông Phạm Tấn Hòa chúc chính quyền và người dân tỉnh Sveirien đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Chúc cho đất nước Campuchia và Việt Nam luôn sống trong hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng. Chúc tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước nói chung và nhân dân hai tỉnh Long An và Sveirien ngày càng phát triển bền dững. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo năm một năm tỉnh Long An cũng đã đến chúc Tết tiểu khu quân sự, bộ chỉ huy hiến binh tỉnh Phê Riêng và thăm gặp gỡ động viên đội K-73 trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Phê Riêng.